Xin kính chào quý khán giả, quý nhà nông đang đến với chương trình Thời tiết Nông vụ được phát sóng định kỳ đầu tháng trên kênh YouTube và Phát Nông. Chương trình cập nhật những thông tin về thời tiết thủy văn đáng chú ý, đồng thời đưa ra những dự báo nông vụ để bà con có sự chuẩn bị trước, từ đó an tâm canh tác hơn. Dân gian thường có câu tháng 7 mưa gãy cành rám, tháng 8 nắng rám trái bưởi. Như vậy, tình hình thời tiết tháng 8 sẽ diễn ra theo xu hướng nào? Xin kính mời bà con cùng Tú Liêm điểm qua ngay sau đây nhé. Điểm lại thời tiết tháng 7 vừa qua, có lẽ điểm nhấn rơi vào cơn bão số 2 trên biển Đông. Sáng ngày 21 tháng 7, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa mạnh lên thành bão và là cơn bão số 2 trong năm 2024. Sáng ngày 22 tháng 7, đi vào vịnh Bắc Bộ. Ngày 23 tháng 7, sau khi di chuyển vào vùng biển ven bờ khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, cường độ bão giảm mạnh và xuống cấp 8, cấp 9, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chuyển sang tháng 8, dự báo hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trung bình khoảng từ 2 đến 3 cơn. Về nhiệt độ trung bình thì tháng 7 vừa rồi, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn từ 0,5 cho đến 1 độ C, có nơi cao hơn so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác phổ biến sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Và bước sang tháng 8, nhiệt độ trung bình trên cả nước vẫn phổ biến cao hơn từ 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về tổng lượng mưa, dự báo trong tháng 8 này, khu vực Bắc Bộ tổng lượng mưa ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Và tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Và trong thời kỳ dự báo thì khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Mưa dông tại các khu vực có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bà con thân mến, điểm qua về tình hình thủy văn thì trong tháng 7 vừa rồi, trên sông Đồng Nai tại Tà Lài xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ tại Tà Lài là 112,52 m vào ngày 21 tháng 7, trên mức báo động 2 0,02 m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Dự báo tháng 8 này, trên sông Đồng Nai tại Tà Lài sẽ xuất hiện từ 1 cho đến 2 đợt lũ nhỏ. Mực nước ở sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế lên dần. Mực nước cao nhất trong tháng trên sông Tiền tại Tân Châu là 3 m và trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,8 m. Chuyển sang những thông tin về tình hình canh tác. Bà con thân mến, những ngày cuối tháng 7 vừa qua, khu vực Nam Bộ xảy ra mưa nhiều và trên diện rộng, kéo dài đôi khi cả tuần. Chính điều này đã ảnh hưởng đến khâu canh tác của bà con mình, nhất là trong khâu gieo sạ và chăm sóc lúa mới gieo sạ. Với những trường hợp đã ngâm giống nhưng gặp mưa không gieo sạ được thì bà con có thể xử lý bằng cách là can mỏng giống để trong khu vực mát mẻ. Lưu ý là duy trì ẩm độ không quá cao bằng cách tưới nhẹ để mầm và rễ không khô héo. Với thao tác này sẽ làm chậm quá trình sinh trưởng của hạt lúa, đồng thời duy trì sức sống của hạt giống đã qua ngâm ủ. Và đến khi gieo sạ, bà con có thể tưới với lượng nước nhiều hơn để xả chua, sau đó chúng ta ủ lại với supercat với tỷ lệ pha là 10g supercat cho 20kg giống trước khi gieo sạ từ 4 cho đến 6 tiếng nhé. Điều này sẽ giúp rễ và mầm phục hồi nhanh, bám rễ màu hơn khi gieo sạ xuống đồng. Và với những ruộng lúa đã có đê bao và chủ động được nước thì bà con nên chọn phương pháp xả nền nước để tránh tình trạng trôi giống nhận giống khi gặp mưa lớn. Bà con yên tâm, hạt giống đã qua ngâm ủ, ngập trong nước từ 2 cho đến 3 ngày sau khi rút nước vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường. Nhưng trước đó thì đừng quên ngâm ủ giống với supercat để cường sức cho hạt giống nhé. Vâng, đó là những lưu ý cho những trà lúa thu đông khi gieo sạ trong bối cảnh mưa kéo dài liên tục. Và nếu bà con gieo sạ trong khoảng ngày đầu tháng 8 thì khả năng sẽ thuận lợi hơn khi mưa không còn dồn dập như những ngày cuối tháng 7 vừa qua nữa. Và nhắc đến lúa thu đông thì nổi bật những ngày cuối tháng 7 vẫn là vấn đề ngập úng lâu ngày trên những trà lúa nhỏ. Nỗi lo của bà con rơi vào tình huống ngập lâu, lúa chậm sinh trưởng, thậm chí là chết vũng. Nhưng bà con hãy yên tâm, lúa ngập nước 4 đến 5 ngày, khi rút nước ra thì vẫn có cách để phục hồi được. Tranh thủ những ngày đầu tháng 8 có những khoảng nắng thì hãy rút nước, nhưng mà lưu ý là rút nước từ từ, nên hỗ trợ thêm dinh dưỡng cứng cây giúp lúa phục hồi nhanh hơn. Những chế phẩm có thể sử dụng trong trường hợp này là Carbofos kết hợp với Supercat hoặc là Carbofos kết hợp với Arigon 620, vừa giúp lúa cứng cáp, vừa thúc nở bụi nhanh, đủ mạ để giảm vá nhé.
Vâng, và việc mưa kéo dài bên cạnh gây khó khăn trong khâu phun xịt, quản lý dịch hại và canh tác thì có một trường hợp khiến bà con mình phân vân, đó chính là cử bón đón đồng nhưng lúa vẫn còn xanh. Câu hỏi cần bón phân hay không đang là vấn đề được bà con mình quan tâm những ngày qua. Vâng, câu trả lời là vẫn phải bón phân đón đồng, nhưng về lượng phân thì cần có sự thay đổi bà con mình nhé. Bón phân đón đồng là thao tác rất là quan trọng, quyết định đến thành phần năng suất. Do đó, yêu cầu đầu tiên là chúng ta phải bón đúng thời điểm, tiêm đều 1 ly. Về lượng phân bón nên cân chỉnh, giảm đạm và tăng lượng kali theo nguyên tắc giảm bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu. Như vậy vừa đảm bảo giữ vững được năng suất, đồng thời hạn chế được khả năng xâm nhập của bệnh hại. Trường hợp lúa xanh khi đến cử phân chỉ là tình huống cục bộ, nhưng đại trà thời gian vừa qua vẫn là tình hình vàng lá đang lan rộng. Bên cạnh một số ruộng đã cải thiện thành công với giải pháp Elixir kết hợp với nano kẽm IBN, thì đâu đó vàng lá lại tiếp tục phổ biến ở những nơi khác. Khó khăn hơn khi cộng hưởng tình hình gió nhiều khiến lúa bị vàng chân cộng thêm vàng cháy chớp. Nhà nông lo lắng sẽ ảnh hưởng nhiều đến bộ máy quan hợp. Tuy nhiên thì vấn đề sâu sát trong những cơn mưa vừa qua và nhiễm khuẩn nhẹ thì cũng không đáng lo ngại. Về hơi hướng cải thiện thì cũng tương tự như vàng lá chân, Elixir kết hợp với nano kẽm IBN. Nếu có dấu hiệu nhiễm vi khuẩn thì nên kết hợp thêm khuẩn IBN bà con mình nhé. Vâng, bên cạnh đó thì đậu ô những ngày vừa qua cũng tranh thủ hoàn thành trên những trà lúa đã nhánh cho đến đồng trổ. Mưa nhiều và thiếu những khoảng nắng khiến cho ẩm độ duy trì cao và tạo điều kiện cho đậu ô tấn công nặng. Đồng thời, mưa khiến cho những thao tác phun xịt của bà con mình trở nên kém hiệu quả. Bà con nên quản lý dứt điểm đậu ô trước trổ để tránh nấm bệnh tấn công lên cổ bông cổ giá gây thiệt hại nặng hơn. Lúa đã nhánh và làm đồng thì có thể sử dụng phun xạ 50 SC. Trường hợp nhiễm nặng phải xả bỏ nước ruộng và phun cặp giải pháp vàng để ngăn ngừa bộ nhiễm thêm khuẩn thối gốc bà con nhé. Riêng giai đoạn trổ thì nên ưu tiên chế phẩm Happy Gold để quản lý nhanh chóng hiệu quả cả đạo ôn và lem lép hạt. Vâng, hiện tượng xoăn đọt lúa những ngày vừa qua cũng khiến cho bà con chúng ta hoang mang khi không xác định được chính xác nguyên nhân. Có quá nhiều chẩn đoán và kết luận về vấn đề này nhưng chưa có sự thống nhất. Sau đây Tú Liêm xin phân tích một vài nguyên nhân có thể gây xoăn lá, qua đó thì kèm theo những đặc điểm giúp bà con mình nhận dạng nhé. Xoăn lá do độc chất thông thường là trường hợp ngộ độc thuốc cỏ khiến cho lá ngọn bị xeo đọt lại. Do việc sử dụng không đúng liều lượng hoặc do ảnh hưởng của thời tiết ở thời điểm chúng ta phun xịt khiến cây phản ứng với những hoạt chất thuốc trừ cỏ gây ra biểu hiện xeo đọt. Bên cạnh đó thì cũng có ý kiến cho rằng là do tuyến trùng thân. Nếu thật sự nguyên nhân là do tuyến trùng thân thì phiến lá nơi tiếp xúc giáp bẹ thì sẽ bị xoăn và có những vệt trắng. Tuyến trùng thân xuất hiện và gây hại nhiều trên những ruộng lúa ngập nước bà con mình nhé. Và còn một nguyên nhân nữa khá phổ biến và tôi liền thấy đây chính là cái nguyên nhân chính gây xoăn lá đại trà những ngày vừa qua, đó chính là rầy phấn trắng. Bên cạnh việc chích hút gây vàng lá thì xoăn lá và nhăn lá cũng là biểu hiện do rầy phấn trắng gây ra. Xí cổ lá là biểu hiện phổ biến khiến cho bông lúa không trổ thoát được, gây thất thu năng suất của bà con mình. Tuy nhiên thì việc cải thiện cũng không quá khó khăn khi chúng ta áp dụng giải pháp đó là nước trị tiêu kết hợp với Supercat để phục hồi bổ lá và kéo bông lúa trổ thoát ra khỏi tình trạng xí cổ. Và bước vào tháng 8 này thì có lẽ điều khó khăn nhất chính là phun xịt gặp mưa. Mưa có thể làm rửa trôi các chế phẩm phun xịt khiến cho chi phí canh tác gia tăng mà không hiệu quả. Do đó, giải pháp ưu tiên trong bình phun chính là cộng thêm thấm sâu 30 giây để giúp thấm nhanh và giữ lâu hơn trên bề mặt lá cây. Chỉ trong vòng 5 phút, thuốc đã thấm nên sau khi phun khoảng 5 đến 10 phút thì khi gặp mưa thì bà con chúng ta có thể an tâm hơn phần nào nhé. 4 điểm nhận biết hàng An Phát Nông chính hiệu. Hàng An Phát Nông phải có logo chữ APN với biểu tượng đuốc lúa trên góc trái. Hàng An Phát Nông phải có dòng đơn vị phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phát Nông. Hàng An Phát Nông phải có băng nhận diện hình chữ L in chìm biểu tượng APN. Hàng An Phát Nông phải có QR code dẫn đến kênh YouTube An Phát Nông. Hàng An Phát Nông chính hiệu phải đủ 4 yếu tố trên. An Phát Nông an tâm phát triển nông nghiệp. Chuyển sang phần thông tin về cây ăn trái, cũng tương tự trên lúa thì việc phun xịt trong mùa mưa khiến cho các vườn sầu riêng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là những vườn miền Tây đang vào cao điểm xử lý ra hoa nghịch vụ. Những thao tác như phun tạo mầm, lên bắt lo, phun chặn đọt chắc chắn không thể thiếu và cần phải phun xịt đúng thời điểm. Vì thế, việc cộng thêm chế phẩm thấm sâu 30 giây trong phi thuốc sẽ giúp phát huy tối đa hiệu quả phun xịt hơn. Liều lượng là một chai thấm sâu 30 giây pha cho 200 lít nước, dễ dàng sử dụng và bảo vệ được những chế phẩm khi phun xịt gặp mưa bà con mình nhé. Sôi nổi những ngày vừa qua thì có lẽ là thông tin liên quan đến việc tạo mầm mùa nghịch 2024 tại các khu vực miền Tây. Và khó khăn của năm nay chính là việc xiết nước và xử lý tạo mầm nhưng mắc cua không ra. Nhà nông nghi ngờ là do mưa nhiều nên việc tạo khô hạn không đủ.
Tuy nhiên, việc mắc cua không ra có nhiều yếu tố như là mưa khiến cho cây đi đọt, tảo khô hạn chưa đủ, rải thiếu lân v.v. Do đó thì chúng ta phải xác định kỹ nguyên nhân để có hướng cải thiện tốt hơn bà con nhé. Và để đề phòng trường hợp này thì việc lên kế hoạch trước cho vụ nghịch nhiều khó khăn về thời tiết là điều rất quan trọng. Bên cạnh việc chúng ta rải đủ lân, đậy bạt tảo khô hạn và kiểm soát đọt thì việc ứng dụng bộ ba kích mầm sau khi đậy bạt sẽ hỗ trợ kích mắc cua ra nhiều và đồng loạt hơn. Bộ ba bao gồm pha mắc lo kết hợp Maybe 247 và thấm sâu 30 giây giúp bông ra nhanh sáng trong điều kiện mưa nhiều thiếu nắng. Với kết cấu dạng sữa an toàn không gây cháy lá, bà con có thể an tâm sử dụng để kích bông, kích mầm mà vẫn giữ được sức khỏe của bộ lá nhé. Vâng, và trong khi một số vườn đã bước vào tạo mầm mùa nghịch sớm thì vẫn còn nhiều vườn đang phục hồi sau thu hoạch. Mùa mưa thì việc ra đọt khá là dễ dàng, tuy nhiên thì một số vườn mong muốn kích đọt kích rễ ra đồng loạt lớn nhanh để kịp thời vụ tạo mầm. Trong trường hợp này thì bà con có thể áp dụng bộ đôi kích rễ kích đọt Overingon kết hợp với gaba sữa. Thông qua việc tưới gốc, sự kết hợp giữa dinh dưỡng hữu cơ và điều hòa sinh trưởng sẽ kích thích rễ và đọt ra nhanh và đồng đều hơn. Lưu lượng là 500cc Overingon kết hợp với 500cc gaba sữa, pha cho 200 lít nước, dùng để tưới từ 12 cho đến 15 gốc bà con nhé. Chuyển sang các khu vực miền Đông Tây Nguyên thì đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Tuy nhiên thì trong bối cảnh mưa dầm kèm theo dòng lốc gây đổ ngã và rụng trái gây thiệt hại năng suất nhiều của bà con mình. Bên cạnh đó thì ẩm độ trên vườn gia tăng khiến cho nấm thối trái, nấm cuốn phát sinh mạnh lây lan nhanh. Khi phát hiện có trái đã thối thì nhà vườn nên chủ động loại bỏ khỏi vườn sớm và đem đi tiêu hủy. Sau đó thì phun phòng trị toàn vườn với công thức là Top Flush kết hợp với Argon 620 hoặc là Elixir kết hợp với Argon 620 nhé. Riêng những vườn bị vàng gai đỏ gai thì nên ưu tiên công thức là Elixir kết hợp với Argon 620, vừa quản lý được nấm thối trái và hỗ trợ luôn xanh gai. Và bối cảnh mưa dầm những ngày vừa qua thì cũng khiến cho bộ rễ ngập úng, tạo điều kiện cho nấm gây thối rễ và lá hoạt động mạnh trên các vườn cây tơ và cả cây kinh doanh. Đầu tiên là chúng ta cần phải xới gốc tạo thông thoáng, sau đó là rải vôi xung quanh gốc. 2 đến 3 ngày sau khi rải vôi thì tiến hành tưới Argon 620 kết hợp với Zipra và lặp lại sau đó từ 5 cho đến 7 ngày với công thức tương tự. Sau khi bệnh có dấu hiệu bị chặn đứng, rễ bắt đầu ra mới thì chúng ta nên ưu tiên hữu cơ, tránh đi đạm cao, dễ làm nguồn thức ăn cho sinh vật hại, khiến chúng gây hại trở lại bà con nhé. Và một vấn đề nữa, trong bối cảnh mưa liên tục thiếu nắng những ngày vừa qua, khiến cho sầu riêng lên cơm chậm, đồng thời tái và nhạt màu, thiếu độ ngọt. Để hạn chế thì bà con nên chủ động tăng lượng kali thông qua phân bón gốc và phun qua lá. Với phân bón gốc, bà con có thể kết hợp giữa NPK 12-11-18 với kali trắng để rải dưới gốc. Và với những vườn trái trên 110 ngày thì nên ưu tiên 15-3-20 kết hợp với 200g kali trắng sẽ giúp lên cơm và đẹp màu hơn. Bên trên thì đừng quên bổ sung nano ca cộng kết hợp với carbofos bà con mình nhé. Bà con thân mến, chuyển sang thông tin canh tác cây rau màu. Chương trình kỳ này sẽ chuyển tải đến bà con mình một số thông tin về bệnh trên bắp và cây cà chua. Sọc trắng lá bắp hay còn gọi là sương mai trên bắp là một bệnh hại mà nhà vườn cần chú ý trong thời điểm này. Bệnh do nấm gây ra, nấm bệnh tồn tại có thể là vài năm trong đất. Gặp điều kiện thích hợp là ẩm độ và nhiệt độ cao, chúng sẽ nảy mầm và xâm nhập vào những phần nằm dưới mặt đất của cây con. Cây bắp bị xâm nhiễm và bị gây hại nặng khi cây được từ 2 cho đến 3 lá. Cây bị nhiễm bệnh sẽ phát triển kém, lá hẹp, có màu vàng hoặc là màu xanh. Triệu chứng đặc trưng của bệnh này là có những sọc màu trắng hoặc là vàng từ dưới gốc chạy dọc theo gần lá. Bào tử được sinh ra ở những vị trí có sọc trên lá. Khi thời tiết mát mẻ, ban đêm có sương và ẩm độ cao thì vào hôm sau ở những vết bệnh chắc chắn sẽ phủ một lớp móc xám trắng. Với đối tượng nấm bệnh này thì đầu tiên để hạn chế chúng ta cần phải vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ. Nếu bệnh chớm xuất hiện nên quản lý ngay bằng công thức Argon 620 kết hợp với Dow Dirus để tiêu diệt ngay nấm bệnh. Định kỳ lặp lại 5 ngày một lần cho đến khi lá mới sinh ra giữ được màu xanh là xem như đã thành công bà con mình nhé. Trên bắp còn phổ biến một bệnh do nấm gọi là bệnh rỉ sắt. Với bệnh lúc đầu rất nhỏ, chỉ là một chấm vàng trong, xếp không có trật tự, khó phát hiện. Nhưng về sau to dần, với bệnh màu vàng nhạt tạo ra các đốm nổi. Tế bào biểu bì nước vỡ chứa một khối bột màu nâu đỏ, vàng gạch non, đó là giai đoạn hình thành ổ bào tử hạ. Đến cuối giai đoạn sinh trưởng của cây, trên lá bệnh có thể xuất hiện một số vết bệnh là những ổ nổi màu đen, đó là giai đoạn hình thành các ổ bào tử đông. Vết bệnh thường dày đặc trên lá và dễ làm lá bị khô cháy. Và với công thức Argon 620 kết hợp với Dow Dirus có thể phòng trừ hiệu quả đối tượng này, tránh lưu tồn cho vụ mùa sau.
Bã trầu cũng là một loại bệnh hại tấn công nặng và gây thiệt hại nặng nề cho các vườn cà chua. Bệnh bã trầu do nấm gây ra. Triệu chứng dễ thấy nhất là trên lá có những đốm màu nâu sẫm với mép lá màu xám xanh, không bị giới hạn bởi các cần chính. Trời mát, ẩm ướt, cả cánh đồng sẽ chuyển sang màu nâu, héo úa như là bị sương giá. Nặng hơn là khi bệnh xuất hiện trên thân kèm theo các bào tử trắng. Trên quả thì sẽ có những đốm hình tròn, màu nâu mọc bao phủ phần lớn quả. Các đốm có thể trở nên nhão khi vi khuẩn thứ cấp xuất hiện. Để phòng bệnh này, đầu tiên nên tăng cường sức khỏe của cây trong mùa mưa, không bón thừa đạm và tăng cường các trung vi lượng, trong đó có canxi. Định kỳ phun phòng bệnh với Arigo 620 để diệt Phytophthora. Và nếu bệnh đã xuất hiện thì nên sử dụng công thức là xíu ra kết hợp với đào đi rớt và nano kẽm IBN bà con mình nhé. Vâng, tuy là mùa mưa nhưng bà con không nên chủ quan bỏ qua các loài côn trùng hại. Điển hình âm thầm gây hại trong các vườn ớt chính là sâu đục trái. Sâu đục trái ớt nhỏ, thân vào xám đen, có vớ sọc trắng. Chúng xâm nhập vào trái, ăn thịt trái và làm hỏng cả trái. Đôi khi chúng dẫn đường cho các loài tác nhân gây bệnh xâm nhập vào cây. Và để quản lý sâu đục trái thì có nhiều chế phẩm, nhưng điều đầu tiên bà con chúng ta cần quan tâm chính là những chế phẩm trừ sâu phải an toàn, không gây cháy lá hoặc là nám bông, nám trái. Dạng sữa SC hoặc EW như thần công hay rộng lửa là công thức an toàn cho cây trồng đang ở giai đoạn mang hoa mang trái. Và với sâu hại thì đừng quên cộng thêm chế phẩm thấm sâu 30 giây bà con mình nhé. Bà con thân mến, vừa rồi là những thông tin nông vụ nổi bật và cần chú ý trong tháng 8 năm 2024. Diễn biến chung cho tháng 8 vẫn là mưa, nhưng đầu đó sẽ có những ngày nắng đan xen. Trong tháng 8 vẫn có khả năng xuất hiện dông lốc, áp thấp nhiệt đới và có khả năng xuất hiện cả bão. Do đó thì các ruộng vườn nên chú ý gia cố phòng đổ ngã bà con nhé. Nắng mưa đan xen nên ẩm độ gia tăng là điều kiện phát sinh bệnh hại. Những giải pháp đã chuyển tải trong chương trình ngày hôm nay hy vọng sẽ giúp cho nhà nông bảo vệ được ruộng vườn nhà mình. Xin chúc cho bà con có một tháng 8 vui vẻ, thuận lợi và thành công. Tôi Liêm xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng kỳ sau nhé.